Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái video này em sẽ giới thiệu cho các bác một cái con chiếc xe rất là đẹp, độc đáo. Và trước kia thì em cũng có một con rồi, đó là chiếc xe Giant Cross 3200. Đây là một chiếc xe có góc nhìn đổi màu và nó độc như nào thì em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết ngay bây giờ. Và như trong khung hình của các bác đang nhìn thấy, đó là chiếc xe đạp Giant Cross 3200 đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Và cái điểm độc đáo của chiếc xe này đó là có một cái lớp sơn đổi màu theo góc nhìn. Đấy, nghiêng màu tím nó sẽ chạy theo cái góc nhìn của chúng ta. Đấy, đây nhìn đây là màu tím đúng không ạ, nhưng mà quay gần thì nó lại màu xanh, đổi màu theo góc nhìn. Cái sơn này thì cũng đã xuất hiện được nhiều ở trên những cái chiếc xe ô tô hoặc là xe máy đắt tiền. Hiệu Giant con này thì đời nó cũng không phải là đời mới đấy, nhưng mà nó có điểm độc đáo như vậy cho nên là cái sơn của nó thì không cũng bị xước một số chỗ như này, vì nó là đồ bãi từ bên Nhật nên là cái vấn đề này cũng rất khó để tránh khỏi. Đây, như các bác có thể thấy là ở trên thân của chiếc xe thì có rất là nhiều tem đã sử dụng tại thị trường Nhật này. Cấu tạo của xe thì bằng khung bằng nhôm, hợp kim nhôm đây. Mũi hàn to. Chiếc xe thì sơn thì em đánh giá là độc đáo ở cái phần đổi màu theo góc nhìn. Đấy, còn về phần còn đẹp thì cũng bị xước một vài chỗ. Đây, nhìn như này là chỗ xước này. Thì cái đồ xe bãi rất khó tránh. Đằng trước của chúng ta thì được trang bị một cái đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano Antut đời trước, cho nên là hình thức nó không còn mới, nó là 3 tầng nhưng mà còn sử dụng tốt. Răng của đùi đĩa đã không bị mòn, sử dụng rất tốt. Đằng gạt đĩa của chúng ta là gạt đĩa Acera. Xe này thì được thiết kế tại Mỹ và sản xuất tại chi nhánh cái công ty chính hãng của đài Giant, đó là tại Đài Loan, Đài Trung Đài Loan. Đằng sau của chúng ta thì có bộ chuyển động Shimano Acera đời trước và một cái bộ níp thả 7 tầng. Vành của chúng ta là vành nhôm, đũa inox. Bánh là bánh 700C x 35. Yên thì đối với một cái chiếc xe đó như này thì khá là ok. Đây là phần bên này của chiếc xe. Tem tiếc là rất là nhiều luôn. Đằng trước của chúng ta thì có một trực trang bị cái chiếc giảm sóc hiệu SR Santua phanh V rất là êm ái và vẫn là cái nguyên cặp cái bánh đằng trước giống bánh đằng sau, đó là bánh 700C. Trên tay cầm của chúng ta thì có hai cái tay chuyển số, một bên 7 tầng cho lip và một bên là 3 tầng cho đĩa. Đây, trên đầu xe nó có cái logo Championship. Gian Championship. Về chiếc xe này thì em đánh giá là cái độ mới nó chỉ còn khoảng 70-80% thôi. Nhưng mà nó được cái là nó là cái điểm độc đáo, đó là sơn đổi màu theo góc nhìn. Đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và đang trong tình trạng hoạt động tốt. Vâng, và các bác đã xem em tiến hành đánh giá xong cái chiếc xe đạp Giant Cross 3200 đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này và muốn sở hữu thì hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất nhiều xe đạp khác, các bác quan tâm thì hãy ấn trên Facebook thì kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp, và ở trên YouTube thì hãy tìm kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký cộng ấn chuông. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.